Hello xin chào anh em. Thì hôm bữa mình có đăng cái máy cấp nguồn này lên thì có một số anh em inbox hỏi là lý do tại tại sao mà mình lại sử dụng cái bộ cấp nguồn này mà không phải là sử dụng cái bộ cấp nguồn mà cắm vào trong cái ổ điện ấy. Thì thông thường anh em sẽ sử dụng những cái bộ nguồn mà cắm vào trực tiếp vào ổ điện ấy. Nhưng mà đối với những cái cái thiết bị âm thanh này thì nó rất là kỵ với nhiều nền nha anh em Thì anh em biết là điện điện lưới nhà mình dùng á Nếu mà không qua hệ thống lọc ấy, Thì nó sẽ luôn luôn có nhiều nền Đấy là một cái lý do mà mình phải sử dụng những cái bộ cấp nguồn Và sử dụng pin Thì anh em biết là pin thì là một cái nguồn điện DC rất là sạch ha Rất là sạch Đó. Thì mình sẽ sử dụng như vậy Thì khi mình test mình kiểm tra thì cái âm thanh á Trên những cái hệ thống loa hãng này đây. Thì nó sẽ chính xác hơn, đó, nó sẽ chính xác hơn, à, anh em ha. thì à, đó là cái lý do tại sao mình lại sử dụng những cái bộ cấp nguồn mini này. lý do là nó gọn gàng, nó không có dây nhựa anh em muốn bế đi đâu cũng được hết, đúng không? thứ hai nữa là cái nhiễu nền gần như là không có, anh em ha. và nó sẽ phục vụ tốt cho cái quá trình anh em sửa chữa những cái mạch điện, những cái vi mạch mà nó đòi hỏi một cái nguồn điện sạch, đòi hỏi một cái nguồn điện sạch thì đó là một cái lưu ý cho anh em ha thì mỗi anh em thì sẽ có một cái cách sử dụng tool khác nhau nhưng mình thì mình sẽ sử dụng những cái mà nó tối ưu để mình mình phục vụ cho công việc nó tốt hơn đó. đây Đấy, ở đây mình có sử dụng một cái đồng hồ kia đồng hồ điện tử và một cái đồng kim thì sắp tới mình sẽ làm những cái video về cái đồng hồ kim này đồng hồ kim này nó rất là tuyệt vời nha anh em ấy thì 10 năm trước rồi cái thời điểm mà ngày xưa mình sửa điện tử sửa điện thoại những cái thời gian đầu chục năm về trước thì mình sử dụng cái đồng hồ kim này và đến bây giờ thì mình vẫn sử dụng nó ha nó là một cái công cụ rất là tuyệt vời nha thì những anh em mà sử dụng chuyên về cái đồng hồ kim này thì anh em sẽ biết những cái tính năng rất là tuyệt vời mà cái đồng hồ những cái đồng hồ điện tử nó không thể nào mà nó qua mặt được những cái đồng hồ kim nha anh em nha Đó, thì sắp tới mình sẽ làm những cái cái video mà mình nói rõ về những cái tính năng tuyệt vời ở trên những cái dòng đồng hồ kim. Đấy. Thì uh, trong cái thời gian uh, trong cái thời gian này thì uh, kinh tế nó đang rất là suy thoái, bởi vậy là nó cũng ảnh hưởng tới rất là nhiều cái ngành nghề. Đó, kể cả cái ngành nghề sữa loa của tụi mình cũng vậy thôi. Đó, thực sự là nó suy thoái nên mọi người gần như là rất là chắc chiêu về vấn đề tiền bạc chi tiêu em cũng mong tất cả mọi người sẽ cố gắng vượt qua cái thời điểm khó khăn này Đó. thì mọi người sẽ uh, vượt qua được thì mọi người sẽ đi đến những cái chân trời nó tươi đẹp hơn Đó. Rồi, bây giờ cũng đã khuya rồi chúc mọi người ngủ thật là ngon cảm ơn người đã xem video này nha bye bye